Các bạn ơi, tiếp tục mình xịt cái xe này xe rác nữa các bạn. Xe rác, wow, rớt xe rác rồi. Hello, chào các bạn nha. Wow, hôm nay mình ra hồ nước này mình thấy có quá trời xe nè. Wow, các xe này ở đây làm gì ta? Có xe bồn, xe bít nè. Wow, xe cẩu nè, xe ben. Wow, các xe này tới không? Dựng đứng lên nhau luôn. Wow, ở đây là cái hồ nước rất là mát mà hôm nay trời nắng nóng quá, mình cho các xe đi tắm nước nha. Wow, đầu tiên mình cho cái xe này. Wow, đây xe ben nè các bạn. Wow, rồi mời xe xuống nước tắm nha. Wow, ơi. Cái xe xuống nước tắm rồi các bạn ơi. Ơi các bạn ơi, wow, cái xe bếp này cho tắm nước luôn nè, cho bơi nha. Wow, wow, hai chiếc xe rơi xuống các bạn ơi nè. Bây giờ tới chiếc xe này cho mày tắm nước nha. Hay hả? Rồi qua đây, qua đây, qua đây. Rồi tắm nước luôn. Tiếp tục một chiếc này. Wow, wow. Xe này, wow, xe này không xuống được. Xịt nó, wow, nó chắc quá. Bây giờ mình xịt qua xe này nha. May hả bởi, rồi, cái xe xuống nước hết rồi các bạn ơi. Các bạn ơi, tiếp tục mình xịt cái xe này xe rác nữa các bạn. Xe rác, wow, rớt xe rác rồi. Rồi, tới xe cẩu, xe mạnh lên. Wow, đẩy xe mạnh lên. Rồi, xuống luôn. Rồi, xe bít, rồi, bay luôn. Xe bồn. Wow, xe bồn xuống. Wow, xuống luôn. Tiếp tục xe này, trời ơi, xe này xịt cẩu nữa các bạn. Wow, nó nặng quá, trời nó rớt xuống nước luôn. Wow, các bạn ơi, các xe rớt xuống nước hết rồi nè các bạn. Wow, đó các bạn thấy không, bây giờ mình sẽ đi vô, mình lầm cái xe này ra nha, mình rửa nó nha. Ơi, nó xuống nước, nó tắm, nó rất là mát nè các bạn ơi. Các bạn nhìn nè, các xe tắm nãy giờ cũng khá lâu rồi, bây giờ mình cho xe lên nha. Wow, ở dưới đây là một cái hồ nước rất là sâu. Wow, đầu tiên là cái xe ben này. Wow, xe bên này tắm mát ghê không? Rồi, cho cái dạng này luôn. Wow, tới xe chở rác các bạn ơi. Đây, wow, đầy nước luôn. À, quá trời nước luôn. Cho cái chậu này nha. À, xe gì đây? Wow, đây có một chiếc xe tải nhỏ nè. Rồi, cho vô. Cái xe tắm mát rất là mát nha. À, đây là một chiếc xe cần cẩu nè. Wow, cần cẩu tắm dưới nước. Mở vô nha. Tên. Wow, nhiều xe ghê chưa. Đây, excavator. Một chiếc xe cần cẩu nữa nè. Wow, nước chảy quá trời nước luôn. Đi đây nha. Wow, một chiếc xe bớt. Xe bớt màu vàng. Wow, xe bớt này tắm mát không xe bớt. Mát lắm á. Rồi, vô đây. Wow, đây. Xe này nằm ngửa luôn, không, xe này bơi ngửa nữa các bạn ơi. Xe máy xúc bơi ngửa nè. Đó, các bạn biết bơi không? Đây, ở dưới đây nha.
Tiếp theo. Bên đây, một chiếc xe bus nữa nè. Đó, ở dưới chúng ta có một chiếc xe tải kìa. Lấy chiếc xe bus đỏ lên trước đi. Đây, bỏ xe bus vô đây nha. Nhiều xe quá rồi các bạn ơi. Đây, một chiếc xe tải chở xe ô tô nè. Wow, đẹp chưa? Wow, bỏ vô đây luôn. Xe, các xe này tắm rất là mát rồi nha. Đây, chúng ta có một chiếc xe ben nữa các bạn ơi. Wow, xe ben này nước nè. Wow, nước trên xe ben đổ nước xuống. Đó. Đây. Rồi. Kia có một chiếc xe trộn bê tông. Wow, chiếc xe trộn bê tông. Wow, đầy nước bên trong luôn nè. Đó, nước chảy xuống nữa các bạn. Wow, rồi bỏ đây nha. À, cái xô này đầy xô luôn rồi. Còn hai chiếc cuối nữa, một chiếc xe bồn này các bạn. Wow, xe bồn này đúng xe bồn chở nước luôn. Đó, nước bên trong chảy ra nè. Rồi, mình bỏ lên đây luôn. Và đây, chúng ta có một chiếc xe cuối cùng, xe tải nhỏ nè. Xe tải nhỏ màu xanh, hồi nãy chúng ta có màu đỏ rồi, bây giờ mình có màu xanh nè. Wow, các bạn ơi. Xe này quá trời, xe này đẹp chưa? À, các bạn nhớ đăng ký kênh ủng hộ nhằm kết thúc video. Xin chào các bạn nha.